Xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số hoa mai để quý vị để đẹp không đây quý vị ơi. Chào Tâm. Dạ em chào anh Tấn, dạ con chào cô chú mai vàng toàn quốc. Hôm nay con có về Lomifoi, dấu hạt Thủ Đức, bông từ 5 tới 12 cánh, xin được dâu luôn cô chú anh chị. Hình thức của con là bao sóng bao ship, số điện thoại con là 0345253032, cũng là số Zalo của con luôn. Rồi, mình vào cây đầu tiên là mã số sao đây em? Dạ số 1 anh. Số 1 ha. Rồi, chiều cao trước luôn rồi quý vị. Dạ cao 35. Rồi. Dạ hoành 15 rưỡi. Rồi. Sổ. Sổ 2 tấc 2 anh. Rồi, sổ 22. Dưỡng cái này. Rồi, sẽ xây luôn. Rồi, xuống đế cái quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mà số 1 giao lưu 220 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, số 2 số luôn. Số 2. Số 2. Rồi, cái chiều bay bay nó ha. Dạ, chiều bay là 86. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, hoành là 28 rưỡi. Rồi, xây xây luôn. Ở dưới có cái cành hồi vậy ha. Cũng đẹp đẹp nè. Trên tay cành này nó có lỗi xíu nha. À, ngay đó ha. Dạ. Xíu đó. Rồi, để luôn quý vị. Rồi, chậm chậm ta. Quý vị nghe kỹ đế ha, bị lưng quá xa cái lưng ha. Rồi, giao luôn như đây. Vậy mã số 2 giao luôn 1 triệu rưỡi rồi. Rồi, 1 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 3 luôn. Dạ cao 43. Dạ hoành 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, xuống đế nha quý vị. Rồi, vô luôn như em. Dạ, mã số 3 vô luôn 800. Rồi, xuống cây. Số 4 luôn nha quý vị. Dạ, cao 71. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, hoành 26. Rồi, xây xây luôn, 26 hoành. Xuống cành luôn quý vị. Để luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, số 4 giao lưu 700. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục luôn quý vị. Số 5. Số 5 luôn. Rồi, chiều cao. Dạ, cao 49. Rồi. Dạ, hoành 24. 24 hoành. Rồi, xuống đế quý vị. Đấy cũng đều quá nè ha. Cũ cũng gom. Rồi, vô luôn như em. Dạ, số 5 vô lưu 750 anh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 6 luôn. Mã số 6 ha. Dạ, cao 52. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, hoành 25 rưỡi. Rồi, xây xây luôn. Kịp không? Đấy. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, cho luôn như em. Dạ, số 6 cho luôn 900. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số 7. Số 7 luôn nha quý vị. Dạ, cao 64. Dạ, hoành 24. Rồi, 24 hoành. Mã số 7. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, số 7 giao lưu 650. Rồi, xuống cây luôn. 8. 8 luôn. Dạ, cao 44. Dạ, hoành 25. Rồi, 25 hoành. Để luôn nha quý vị. Đấy, đẹp quá nè ha, thân cành cũng đẹp. Giao luôn như em. Dạ, số 8 giao luôn 1 triệu anh. Rồi, xuống cây. 1 triệu cái gì? Số 9. Rồi, số 9 luôn. Dạ, cao 49.
Dạ hoành 21 rưỡi. Rồi 21 rưỡi hoành. Rồi xe xay tiếp luôn, cái diện ngắm nghĩ kỹ nha. Rồi để đây. Rồi vô lưu nhiêu đem? Dạ số 9 vô lưu 450. Rồi lên số 10 luôn. Dạ cao 46, hoành 26. Rồi hoành 26. Rồi để luôn. Đây em đặt hết trơn ha. Đặt kẹo trơn. Rồi vô luôn như em. Vậy mà số 10 vô luôn 800. Rồi số cây luôn. 11. 11. Dạ cao 32. Dạ hoành 19. Rồi 19 hoành. Rồi để luôn. Rồi vô luôn nhiêu em? Dạ 11 vô lưu 220. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. 12. 12. Dạ cao 75. Dạ hoành 28. Rồi 28 hoành luôn quý vị, hoành cũng bự ha. Rồi thân cành hay coi quý vị. Đó, em này thì mình nghĩ bể nhóc luôn ha. Bể mình nhóc luôn nè. Rồi để luôn quý vị. Để đặt hết trơn ha. Rồi cho luôn nhiêu em? Dạ 12 cho luôn 1,5 triệu. Rồi xuống cây. 13 luôn. 13. Dạ cao 64. Dạ hoành 27 rưỡi. Rồi 27 rưỡi hoành luôn. Hoành cũng bự ha. À, tài cành nè, phát xá nè, tài cành bự bự không luôn ha. Rồi để luôn. À, một nồi cũng đặt luôn ha. Rồi giao luôn như đây em. Dạ 13 giao luôn 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu hả. Rồi giá dạ thương ha. Rồi lên 14 luôn. Là mã số 14 cái gì. Dạ cao 45. Dạ hoành 21. Rồi 21 hoành. Dạ nó có bị lỗi thân đây nha. Lỗi thân rồi đó, trên lưng miếng ha. Dạ. Rồi xuống đế nha quý vị. Rồi vô luôn nhiêu đây em? Dạ 14 vô luôn 650 anh. Rồi xuống cây luôn. Số 15. 15. Dạ cao 75. Dạ hoành 25 rưỡi. Rồi 25 rưỡi hoành. Rồi xương cành luôn. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ 15 giao lưu 950. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo quý vị. 16 anh. Mã số 16. Dạ cao 50. Rồi cái hoành luôn. Dạ hoành 23 rưỡi. Rồi xây xây luôn. Rồi dừng lại Tâm, tại em này nó có cái vết sẹo trên lưng ngay đó nha quý vị, đó ha. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Rồi mã số 16 giao luôn. Dạ 16 giao luôn 550 anh. Rồi 550. Rồi xuống cây luôn. Rồi, 17 tục luôn. Mã số 17 quý vị. Mã số 17 ha. Rồi chiều cao. Dạ cao 54. Rồi cái hoành luôn. Dạ hoành 26. Rồi xây xây luôn 26 hoành. Vậy ngắm nghĩa kỹ ha. Thân nè. Rồi cành em nó ha. Đó. Cho một vòng nữa vậy ngắm nghĩa kỹ ha. Đó. Rồi xuống đế luôn. Rồi cho luôn như đêm. Dạ bán 17 rồi luôn 700. Rồi xuống cây luôn 700. Mã số 18 luôn nha quý vị.
là mã số 18. Rồi, chiều cao. Dạ cao 65. Rồi, 65 cái hoành. Dạ hoành 23 rưỡi. Rồi, 23 rưỡi hoành. Rồi, xây xây luôn. Rồi, để luôn. Để đây, để tứ diện luôn ha. Chống chịu ăn chứa cộng bự luôn. Rồi, luôn nhiêu đem? Dạ 18 vô luôn, 600 rưỡi anh. 600 rưỡi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. 19. 19. Rồi, chiều cao nó luôn nha quý vị, mã số 19. Dạ cao 48. Dạ hoành 24. Rồi, 24 hoành. Hoành 24 ha, cụ đế dưới đặt kẹo dưới luôn nè quý vị. Đây, cụ đế đặt luôn ha. À, cộng lực luôn. Rồi, giá lưu bao nhiêu đây em? Dạ 19, giá lưu 700 anh. 700 cái cụ đế đẹp luôn ha. À, rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 20 luôn. Rồi, mã số 20. Dạ cao 79. Dạ hoành 28. Rồi, 28 hoành. Rồi, xương cạch. Cạch thì cũng đều rồi ha. Rồi, để nguyên bệ luôn. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Dạ 20 vô luôn 1,2 triệu anh. Rồi, 1,2 triệu. Bạch to giá nhỏ xíu luôn. 21. Rồi, số 21. Đi luôn đi. Dạ cao 49. Dạ hoành 24. Rồi, 24 hoành. Để luôn à quý vị. Rồi, vô luôn như đây em. Dạ 21 vô luôn 900 anh. Rồi, xuống cây luôn. 900.000, giá yêu thương luôn. Rồi, mã số 22. 22. Dạ cao 56. Rồi, 56 cao cái hoành. Dạ hoành 29. 29 hoành luôn, hoành bự luôn. Đó. Hoành 29. Để luôn à quý vị. À, để nguyên bệ đặt kẹo ha. Bên đây thì cũng có luôn, đủ ha. 29 hoành. Cho luôn như đây. Dạ mã 22 vô luôn 1,1 triệu anh. Rồi, 1,1 triệu 29 hoành luôn. Giá này quá mềm luôn rồi ha quý vị. 23. Rồi, số 23. Dạ cao 57. Dạ hoành 24. Rồi. 24 hoành. Rồi, để đây quý vị. Đó. Để ha. Đầy đủ ha quý vị. Thích thích luôn. Để cũng đẹp quá ha. Sách giống như sách đế vậy ha. Rồi, giao lưu như đem. Dạ 23 giao lưu 900 anh. Rồi, 900 rồi quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp 24. Luôn. 24. Dạ cao 43. Dạ hoành 22. Rồi, 22 hoành. Mã số 24. Có cái cụ đế cũng gom quá nè quý vị. Đó, kính đế luôn ha. Nậu đế cũng gom nè. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ 24 giá luôn 500 anh. Rồi, cây dài có 500. Rồi, xuống cây luôn. 25. Rồi, số 25. Dạ cao 50. Rồi. Dạ hoành 23. Rồi, 23 hoành. Thân cành của gì ngắm nghía kỹ ha, bẻ lắc cái tay cành có nè. Đó. Để đây à quý vị, chịu cứ có luôn ha, bị lưng thì đặt kẹo. Rồi, giá luôn như đem. Dạ 25 giá luôn 700 anh. 700 à, giá này yêu thương luôn. Rồi, mã số 26 luôn. 26. Dạ cao 49.
Dạ hoành 23 rưỡi. Rồi 23 rưỡi hoành. Xíu nữa là 24 hoành ha. Rồi để luôn nè quý vị. Cái này tự anh thú nha cô chú. Để xe qua mặt bên này gì quý vị cắt bớt bảo đảm là nó ra hình thú luôn á. Mặt nào cũng vậy á, dừng lại cái tao. Để quý vị, nếu mà quý vị gì mà quý vị trồng mạnh mạnh cắt bớt là bảo đảm ra thú luôn á. Bên kia cũng vậy nè, qua mặt bên kia luôn. Rồi dừng lại luôn ha. Mặt nào cũng giống giống hình thú hết trơn ha, vì quý vị có mạnh tay cắt bỏ cắt bớt ha. Rồi vô luôn nha em. Dạ mã 26 luôn 900 anh ơi. Rồi 900 à. Rồi cây luôn 27. Rồi. Dạ cao 49. Dạ hoành 20 rưỡi. Rồi 20 rưỡi hoành. Xương cành có ha. Co bẻ cũng ngặt. Cũng có cái độ sâu xuống nữa ha. Để luôn. Để xương bố đều luôn ha. Cũng kính đế nè. Rồi mình cho luôn nha em. Dạ 27 cho luôn 500 rưỡi ha. Rồi cái về có 500 rưỡi mà bao ship luôn rồi ha. 28. Rồi mã số 28. Dạ cao 70. Dạ hoành 28 rưỡi. Rồi hoành 28 rưỡi luôn. Hoành cũng bự nè ha. Tai cành có nè. Để nở luôn nữa nè. Đó. Nguyên cái bể này mặt tiền đấy ha. Đó. Rồi mình giao lưu bao nhiêu đây em? Dạ 28 giao lưu 1.200.000. Rồi 1.200.000. Quần to giá nhỏ xíu ha. Rồi, 29. 29 đây. Dạ cao 33. Rồi cái quần luôn. Dạ quần 19. Rồi 19 quần. Rồi đế luôn. Củ đế này cũng nôm nè quý vị, cũng đặt đế đây ha. Rồi giao lưu bao nhiêu đem? Dạ 29 giao lưu 400 anh. Rồi xuống cây luôn. Rồi số 30. 30. Dạ cao 49. Dạ hoành 29. Rồi. Nào chín hết trơn ha. Tay cành lực ha quý vị. Đó. Cái cành vậy là cũng ok quá rồi. Còn cái bệ đế nè. Đó, đế đặt nha. Này gì có gì ép chậu vô hay cho đế nó sổ xuống luôn ha, là những ok hơn nữa ha. Nhiều hoặc ép bồn cấy mạnh hơn ha. Rồi. Cho luôn nhiêu đem? Dạ 30 vô luôn 1.500.000 anh. Cây về có 1.500.000 à. Không chốt chốt cây nào nữa quý vị. 31. Rồi. Dạ cao 41. Dạ hoành 18 rưỡi. Rồi. Cái này cũng có cái gọng bẻ sâu ha. Gì cũng nghe đế luôn. Gì quý vị có thể là cắt mình chơi bán đổ và đổ cũng được ha. Gọng bẻ sâu nè, đế thì cộng lực nè. Rồi cho luôn như đen. Dạ 31 vô luôn 550 anh. Rồi 550 à. Hết. Hết rồi. Rồi hết rồi quý vị ơi. Dạ là gì không tâm. Dạ cứu clip em mong cô chú xem hết clip ủng hộ cho em. Xin cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.